Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình đánh giá xe của Tiếp Ca. Trước mặt chúng ta là mẫu xe Hyundai Stargazer X phiên bản mới năm 2024. Trong lần ra mắt này thì Stargazer X có một số những cải tiến cả về mặt ngoại thất, nội thất và trang bị an toàn. Vậy thì phiên bản cải tiến này có thực sự hấp dẫn hay không? Có cái ưu và nhược điểm gì so với một số đối thủ khác trong phân khúc? Chúng ta cùng nhau trải nghiệm trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là sự điều chỉnh về mặt ngoại thất. Thì trong lần cải tiến này, Stargazer X tăng khoảng 3,5cm so với phiên bản trước đó. Tuy nhiên thì chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đơn giản đây là một mẫu xe cải tiến nhẹ trong lần ra mắt này. Và độ cao gầm ở mức là 200mm, như vậy là tương đương với một số dòng xe SUV hay là xe bán tải cỡ trung. Treo trước vẫn là kiểu độc lập MacPherson và treo sau vẫn là kiểu dầm xoắn. Động cơ cũng không có gì thay đổi so với trước, vẫn là động cơ Smart Stream 1.5G. Và các thông số về công suất hay là sức kéo quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình, đi cùng với hộp số tự động vô cấp CVT. Do là những thông số về động lực không thay đổi so với trước, cho nên là trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến những cái khía cạnh tiêu biểu nhất và khác biệt nhất so với phiên bản trước đó. Về mặt thiết kế tổng thể thì Stargazer chính là mẫu xe mà gây tranh cãi nhiều nhất trong phân khúc này tại Việt Nam. Nhiều người lấy quan điểm cá nhân và cho rằng là thiết kế của mẫu xe này xấu. Nhưng cá nhân tôi thì chưa bao giờ thấy xấu, mà tôi chỉ cảm thấy là nó rất độc đáo, nó gây sự chú ý trong đám đông. Và trong lần ra mắt này thì sự cải tiến tập trung vào phần mặt ca lăng và phần cua lốp hay là nẹp hông. Cụ thể là cua lốp và nẹp hông tạo nhám màu đen, tạo cái sự đối lập. Và đây cũng chính là những chi tiết mà để bảo vệ sơn xe khi mà đi vào những địa hình xấu. Bên trong nội thất có một số những cải tiến rất đáng chú ý và rất khác biệt so với trước. Đầu tiên đó chính là cái màn hình được tạo hình một cách tinh tế và mảnh mai hơn, chứ không còn thô như trước. Màn hình giải trí có kích thước là 10,25 inch và chất lượng màn hình chúng tôi đánh giá là tốt. Camera lùi thì ở mức độ là khá tốt thôi. Tuy nhiên, một cái điểm ấn tượng ở đây đó chính là hệ thống bản đồ dẫn đường thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam, có cảnh báo tốc độ và bản đồ này khá là chi tiết. Hệ thống loa của Bose cũng là điểm nổi trội trong phân khúc. Một nét mới và cũng rất đáng chú ý trong lần ra mắt này đó chính là hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn thông minh ADAS. Ở đây ta sẽ thấy là hệ thống cảnh báo chệch làn này, hỗ trợ giữ làn. Ở đây có Cruise Control nhưng mà lại không có giữ khoảng cách, có nghĩa là đây là Cruise Control thông thường. Ngoài ra thì hãng cũng công bố là chiếc xe này còn có hệ thống hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước. Lát nữa chúng ta sẽ cùng thử nghiệm xem hệ thống này sẽ hoạt động ra sao. Một số những trang bị tiêu biểu khác phải kể đến đó chính là hệ thống điều hòa tự động và dĩ nhiên là chỉ có một vùng. Ở đây thì có nút bấm lựa chọn các chế độ lái, bao gồm 4 chế độ lái: Eco, Normal, Sport và Smart. Ở đây có phanh dừng điện tử, giữ phanh tự động. Và đặc biệt trên chiếc xe này, có thể nói là cũng là một điểm cộng, đó chính là những hộc chứa đồ rất nhiều. Tuy nhiên, một điểm trừ mà chúng tôi cảm nhận thấy trên cái hành trình này, ngày hôm nay là ngày cực kỳ nắng và nhiệt độ ngoài trời lên đến khoảng 40 độ C, thì chúng tôi cảm nhận được rằng là hệ thống điều hòa không được ấn tượng cho lắm. Hàng ghế sau cũng rất rộng. Khi mà tôi điều chỉnh ghế lái ở tư thế ngồi tốt nhất thì khoảng cách từ ghế trước đến ghế sau là khoảng 82cm. Và độ ngả lưng ghế chúng tôi đánh giá cao. Độ ngả rất tốt. Một số tiện nghi ở hàng ghế sau phải kể đến đó chính là hệ thống tăng cường gió cho hàng ghế sau và các cổng sạc đủ dùng. Ngoài ra, nổi bật trong phân khúc đó chính là một chiếc bàn mini. Chúng ta có thể đặt một cái khay có đồ ăn nhẹ và một ly nước ở đây. Rất tiện lợi. Ghế giữa thiết kế phẳng và khi mà không dùng, chúng ta có thể hạ xuống thành một tỷ tai. Hàng ghế thứ ba rộng, thiết kế tốt, độ cao hợp lý và rất phù hợp cho cả người lớn, thậm chí là người lớn cao khoảng 1m7, ngồi cũng thoải mái luôn. Một vài tiện ích phải kể đến đó chính là một cái hộc để đựng chai nước hoặc đựng đồ và cổng sạc 12V. Và để ra vào thuận tiện thì người ngồi hàng ghế sau có thể tự gập hàng ghế trước. Khoang hành lý tiêu chuẩn khoảng 35cm. Như vậy là cũng tương đương với một số dòng xe khác trong phân khúc, không có gì nổi trội. Ở dưới này thì có một ngăn chứa đồ phụ, đựng được khá là nhiều thứ mà chúng ta ít khi dùng tới, ví dụ như là đồ cứu hộ hoặc là những thứ có nhiều bụi bẩn. Khi mà gập hàng ghế thứ ba xuống thì trở thành một sàn phẳng. Hàng ghế thứ hai thì có thể gập dựng đứng thế kia để xếp được những hành lý rất là cao hoặc là cồng kềnh hơn. Trong lần ra mắt này thì Hyundai Stargazer X được trang bị hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước. Có nghĩa là khi mà đang di chuyển trên đường mà gặp chướng ngại vật thì xe sẽ cảnh báo, đồng thời là kích hoạt hệ thống phanh nếu như người lái không kịp đạp phanh. Điều này sẽ giúp hạn chế những nguy cơ va chạm phía trước hoặc là giảm thiểu những thiệt hại khi mà chẳng may có va chạm xảy ra. Bây giờ, phía trước chúng tôi là một cái mô hình xe. Tôi sẽ di chuyển với 3 giải tốc độ, 30, 40 và 50.
lao thẳng vào chướng ngại vật xem lại hệ thống này làm việc ra sao. Lần chạy thử đầu tiên, tôi sẽ chạy với tốc độ khoảng 30 km/h. Và tôi sẽ buông chân ga. 30 km/h. Tuyệt vời. Hệ thống đã phanh rất hiệu quả và cách chướng ngại vật khoảng hơn 2 m. Bây giờ là lần chạy thử số 2, tôi sẽ tăng tốc lên khoảng 40 km/h. Tôi sẽ vẫn buông hết chân phanh, chân ga. 40 km/h. Tuyệt vời. Khoảng cách phanh rất xa, có thể nói là làm việc vô cùng hiệu quả. Và bây giờ là lần số 3, tốc độ khoảng 50 km/h và tôi vẫn buông chân phanh và buông chân ga. Quá tuyệt vời. Như vậy là 3 lần mà buông chân phanh, buông chân ga. Hệ thống làm việc tuyệt vời. Không có gì phàn nàn. Và bây giờ tôi sẽ thử một lần cuối cùng, di chuyển với tốc độ là khoảng 50 km/h, nhưng mà vẫn đạp ga. Tôi sẽ vẫn đạp ga. Rất chuẩn luôn. Như vậy là cả hai tình huống xảy ra, dù là đạp ga hay là không đạp ga, thì hệ thống vẫn làm việc rất hiệu quả. Và bây giờ tôi sẽ thử tăng tốc lên một chút, xem là ở tốc độ bao nhiêu thì chiếc xe sẽ đâm vào chướng ngại vật. Bây giờ tôi sẽ tăng tốc lên đến khoảng 60 km/h, có nghĩa là tốc độ tối đa cho phép trong thành phố ở những nơi mà có giải phân cách cứng ở giữa. Tuyệt vời. Tôi sẽ xem là xe phanh ở khoảng cách bao xa. 1.2 m. Thực sự là tôi quá ấn tượng với hệ thống này trên Hyundai Stargazer X. Bây giờ tôi sẽ tăng lên một chút nữa, 65 km/h xem sao. Lần này sẽ là 65 km/h và vẫn đạp ga. Vậy là chướng ngại vật của tôi đã không còn gì nữa rồi. Như vậy là chiếc xe này chỉ thực sự an toàn khi mà ở giải tốc độ là 60 km/h. Nhưng mà như thế đã là rất ấn tượng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm một số những cái trang bị an toàn khác trong gói Smart Sense. Hệ thống kiểm soát làn đường và hỗ trợ giữ làn làm việc tốt. Và khi mà bật chức năng này lên thì ta sẽ thấy một cái sự khác biệt rất là nhỏ thôi. Rất là nhỏ nhưng mà thực sự là rất vui. Đó chính là một cái vạch màu xanh nhỏ nhỏ ở trước đầu xe, cho thấy là chức năng định tâm làn đường đang làm việc. Trong điều kiện các làn đường rõ ràng thì hệ thống định tâm làn đường cũng làm việc, phải nói là không có gì phải chê luôn. Nó giữ cho xe đi giữa làn đường như một người lái xe chuyên nghiệp vậy. Và như tôi đã chia sẻ trong phần nội thất thì chiếc xe này trong gói Smart Sense không có hệ thống kiểm soát hành trình chủ động thích ứng. Có nghĩa là chỉ có hệ thống cruise control thông thường mà không giữ khoảng cách với xe phía trước. Đây chính là một cái điểm mà có một chút đáng tiếc so với một số dòng xe khác trong phân khúc. Tuy nhiên thì có lẽ là chúng ta đành phải chấp nhận, bởi vì là mức giá của mẫu xe này rẻ hơn rất nhiều so với các đối thủ. Trong gói Smart Sense này còn có một số những cái công nghệ khác, ví dụ như là hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành. Chúng ta hãy cùng quan sát. Tuy nhiên là hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành trên mẫu xe này chúng tôi cảm thấy không hài lòng. Cụ thể là độ nhạy được hãng cài đặt ở mức thấp. Khi mà xe phía trước di chuyển phải hơn chục mét thì xe này mới cảnh báo. Như vậy là sẽ xảy ra những trường hợp mà chúng ta sẽ bị xe sau thúc giục. Tiếp theo là về khả năng tăng tốc. Thì đây chính là khía cạnh mà Hyundai Stargazer sẽ đứng đầu bảng trong phân khúc xe MPV cỡ nhỏ 7 chỗ tại Việt Nam. Mặc dù là công suất về mặt lý thuyết không phải là lớn nhất trong phân khúc, kém một chút so với mẫu Honda BRV. Tuy nhiên thì chiếc xe này tăng tốc cực kỳ tốt nhờ có công nghệ kim phun kép. Các thông số về mặt tăng tốc từ 0 đến 50 hoặc là 0 đến 100 km/h quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Và ngoài ra chiếc xe này còn có 4 chế độ lái, bao gồm Eco, Normal và Sport.
Và khi mà chúng ta chuyển sang chế độ Sport thì chiếc xe này có những cái pha tăng tốc phải nói là vô cùng bứt phá. Về khả năng cách âm thì theo cảm nhận của chúng tôi, Hyundai Stargazer X không có cái sự đột phá so với các dòng xe gầm cao của hãng. Cụ thể là các dòng xe gầm cao của hãng thì luôn luôn là vượt trội trong phân khúc, nhưng mà Stargazer X thì cũng chỉ tương đương với một số dòng xe khác trong phân khúc. Nhưng bù lại, hệ thống lái là một sự tiến bộ vượt bậc. Cụ thể là khi mà chúng ta di chuyển ở trong phố, hệ thống lái rất nhẹ nhàng, nhưng mà không nhẹ như là Hyundai Accent trước đây. Và khi mà di chuyển ở tốc độ cao thì hệ thống lái siết nặng hơn đáng kể, và cho chúng ta cảm giác là an tâm hơn rất nhiều. Về độ êm ái hay là đầm chắc của hệ thống treo thì chúng tôi đánh giá mẫu xe này ở mức là khá tốt thôi, chứ chưa thực sự là đỉnh cao. Nó sẽ có một chút khác biệt so với hai mẫu xe tiêu biểu trong phân khúc, đó chính là Honda BRV hay là Mitsubishi Xpander. Honda BRV thì là mẫu xe mà số 1 về hệ thống treo khi mà di chuyển trên cao tốc và đường đèo ôm cua. Độ ổn định thân xe phải nói là cực kỳ tốt. Nhưng mà Mitsubishi Xpander thì cũng có những cái mặt nổi trội của riêng mình, đó chính là khi mà đi vào cung đường off-road nhẹ, hoặc là ổ gà, hoặc là gờ giảm tốc thì nó cực kỳ êm ái và dễ chịu. Còn mẫu xe này thì lại hơi hướng là mềm mại một cách vừa phải để phù hợp với điều kiện địa hình hỗn hợp tại Việt Nam. Như vậy là với những quý vị mà di chuyển đường thôn dã hay là đường hỗn hợp thì đây chính là một lựa chọn chúng ta không thể bỏ qua. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau trải nghiệm những điểm nổi trội và tiêu biểu nhất trên mẫu xe Hyundai Stargazer X 2024 phiên bản cao cấp nhất với giá bán chưa đến 600 triệu. Tổng kết lại thì về mặt thiết kế có thể có người thích, có người không. Nhưng mà với tất cả những gì hội tụ như chúng tôi vừa mới trải nghiệm thì Hyundai Stargazer X trở thành một mẫu xe hấp dẫn đầu bảng trong phân khúc xe đa dụng 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, đó mới chỉ là ý kiến của chúng tôi. Còn ý kiến của quý vị thì sao? Quý vị đánh giá sao về sự thay đổi lần này của Stargazer X? Nó có thực sự hấp dẫn hay không? Chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng cách bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và rung chuông để không bỏ lỡ khi chúng tôi có video mới. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.